Rồi, lời đầu tiên cho shop phụ kiện bẫy chim. Em xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác. Ngày hôm nay shop em giới thiệu cho các bác cái mẫu nan. Na này, cò và keo nhé. Keo. Để các bác phục vụ các bác cũng đến vào vụ cò rồi. Thì bên em cũng giới thiệu cho bác cái mẫu nan cò, cò và keo bên em nhé. Về phần nan thì bên em có nan cáp quang và nan tre nhé. Nan cáp quang đây, bên em có màu xanh và màu trắng. Màu xanh thì giá của nó là 160.000, còn màu trắng của nó là 150.000 nhé. Về phần nan tre nan nhiều các bạn gọi là thẻ nhé. Đấy, nan tre thẻ để cắm cò nhé. Đấy, cái nan nan tre này đấy, bên em là gót thủ công này. 10 que đều như chia cả 10 nhé. Nan được chọn là từ những tre già nhé, tre già và được gác ở trên gác bếp nhé, chống mọt mối cho các bác nhé. Đấy. Nan bên em được bấm đầu này. Nan dài là 50 phân nhé, 50 phân. Đấy. Về phần nan, nan tre là bên em đang cung cấp là 700.000 một 1.000 que nhé. Về về nan phần cò, cò giả bên em này, cò bằng làm bằng xốp nhé, cổ sẽ bằng xốp dời này, xốp dời như thế này đấy, các bác lắp vào nhé. Còn thân là làm bằng xốp cứng nhé đấy, về các bác lắp vào giúp em nhé. Đấy. Một con cò giả như này giá bên em là 20.000 một con nhé. Đấy, cò đây. Về phần keo, phần keo này, keo à, keo bên em mà cung cấp keo loại 1 nhé, chuyên bậy cò vạc nhé, keo màu trắng trắng trong nhé. Đấy, trắng trong đảm bảo dính 100% cho các bác nhé, ăn 100% đấy, keo cực kỳ dính luôn đấy. Các bác muốn gỡ dính thì các bác phải hòa xà phòng nhé. Đấy, hòa xà phòng dắp tay vào nước để keo không bị dính vào tay nhé. Đấy, cực kỳ dính dính các bác nhé. Đấy. Keo bên em đang cung cấp là giá là 230.000. 230.000 một cân keo nhé. Đấy. Đấy, bác nào quan tâm đến mẫu sản phẩm bẫy cò bên em thì hãy liên hệ đến số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Một video ngắn em làm đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Xin chào.